Xin chào tất cả các tình yêu và chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình là Phương Thúy Đức Phương, sinh viên lớp Happy khóa 2 của Đại học EdX. Trở lại với những cái nội dung của bài học ngày hôm trước, thì ngày hôm nay từ khóa mình muốn chia sẻ trong cái video 89 giây này là từ khóa muốn học hỏi thì sẽ không phân biệt. Khi mà chúng ta đứng trước một cái sự việc, một cái hoàn cảnh, một cái hành động, hành vi nào đó, thì chúng ta hãy không phân biệt, có nghĩa là đầu óc chúng ta để tâm không với không có cái gì trong đầu. Và chúng ta hãy quan sát cái sự việc đó, quan sát những cái hành vi đó, quan sát những cái hiện tượng xảy ra trong cái hiện thực khách quan của chúng ta. Thì khi đó chúng ta sẽ học được từ những cái hiện tượng đó, từ những hành vi đó của những người khác, của những người xung quanh, hoặc thậm chí là của những thứ gì đó xung quanh chúng ta. Hãy để tâm mình là tâm không, không phân biệt, không phán xét, không suy nghĩ. Tức là chúng ta nhìn thì chúng ta chỉ biết nhìn thôi, nghe thì chỉ biết nghe thôi, và quan sát thì cũng chỉ quan sát để đấy thôi. Và chúng ta trong quá trình chúng ta quan sát, trong quá trình chúng ta nghe, thì hãy cho mình là một cái cốc nước không có nước để chúng ta tiếp nhận, học hỏi những cái thông tin được đầy đủ cũng như là được chính xác nhất. Hãy nhớ, muốn học hỏi thì đừng phân biệt. Và video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các tình yêu đã theo dõi video của mình nhé.